Truyền tĩnh mạch thì nó có 3 đường. Một có thể là những người mới thì có thể truyền bằng tai. Nhưng mà chúng tôi truyền thì lâu rồi, tôi sẽ truyền bằng tĩnh mạch cổ. Khi muốn để làm sao tĩnh mạch cổ nó nổi thì hãy dùng ngón tay dí vào cái đoạn hõm nhất của giữa hai xương. Và bây giờ thì chúng tôi sẽ mời bà con xem các cái thao tác truyền con bò. Và đầu tiên thì chúng ta, những người mà mới làm, chúng ta nên quan tâm đến từng cái thao tác một. Đầu tiên là cố định bò nhỉ? Anh muốn truyền con bò này thì ta phải cố định chặt chẽ. Có những con bò rát thì chúng ta không cần phải buộc chặt quá vì nó đã có cái dây mũi rồi. Còn khi chúng ta chỉ cần buộc rất sơ sơ thôi, gọi là cố định. Đấy, có những con thì dãy quá thì có những con thì có khi lại chỉ cần giữ mũi là được, nhưng mà có con thì vẫn phải là cố định. Truyền luôn bằng cái chai nước Enzyme 100. Trong này nó có đủ thành phần, một là cung cấp lượng một ít đường giải độc và bù nước. Đây là cái chai Enzyme đường 10% của nhà máy VB đó bà con. Anh sẽ truyền trước cho con bò. Cái chai này phải bật cái này thì nó mới chảy. Đấy. 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 Cặp. Chúng ta truyền, chúng ta mong cho chảy hết cái không khí, bọt khí. Bà con chú ý là anh vừa rồi anh xả nước để cho hết cái bọt khí ở trong đường truyền đi. Truyền tĩnh mạch thì nó có 3 đường. Một có thể là những người mới thì có thể truyền bằng tai. Nhưng mà chúng tôi truyền thì lâu rồi, tôi sẽ truyền bằng tĩnh mạch cổ. Khi muốn để làm sao tĩnh mạch cổ nó nổi thì hãy dùng ngón tay dí vào cái đoạn hõm nhất của giữa hai xương. Chỗ cổ con bò này thì cái tĩnh mạch nó sẽ nổi lên. Đây là tĩnh mạch. Đấy, khi tĩnh mạch nổi lên thì nó rất là dễ. Lấy ven thì ta dùng bằng kim để chách chéo này. Và lấy ven rất là nhẹ nhàng. Đấy. Rồi. Khi chúng ta kiểm tra máu ra thì chúng ta bắt đầu bỏ cái này ra. Và dùng cặp. Vào đây. Đấy, bắt đầu chúng ta kiểm tra. Khi ta xả thì nước sẽ chảy. Đấy, ví dụ nước chảy này. Chúng ta lại kiểm tra thì thấy cái máu nó ra đốc kim này. Coi là xong. Truyền cái MG100 này thì nó sẽ có cái rất là tốt. Vì một là nó bùn một cái lượng nước đối với con bò, nhất là sau khi sinh. Và nó hồi phục rất nhanh. Có những con ví dụ như bò mà sót rau mà truyền liên tục trong 3 năm ngày thuốc này thì tỷ lệ trong 3 năm ngày đẩy gần như là rau ra khỏi tử cung và rất là sạch. Đối với bà con cho nuôi bò, những cái chia sẻ của anh rất là quý đấy. Vì thực ra thì cái khâu truyền thì cũng khó hơn là tiêm, đúng không anh? Nếu sẵn con bò này, nếu như anh tiêm thì anh tiêm ở vị trí nào? Cái bắp. Cái bắp thì nếu như mà bà con mà chưa biết thì nhìn thì cứ thần tính một phần tam giác, nghĩa là tính làm sao tam giác đối với một con bò thì ta tiêm vào cái chỗ này là tốt nhất. Vì nếu mà tiêm vào đây, ví dụ con này nó gầy mà tiêm vào đây nó sẽ thường là sẽ tiêm vào xương, mà tiêm đây cao quá thì xem vào cái bảo vây này thì ta cứ tạo cái chỗ này.
Thì tôi thường thường ví dụ như con bò mà bị nặng là tôi truyền luôn vào tĩnh mạch. Còn tiêm có thể vẫn được, tiêm bắp cũng được, nhưng mà tiêm có thể cái lượng thuốc vào nó sẽ lâu hơn và con bệnh nó sẽ chậm khỏi hơn. Nhưng bây giờ có những con kín, chứ có những con là chúng tôi phải truyền đến 3 ngày đến 4 ngày thì mới hết được cái bệnh kín trùng.